Hello, welcome back to my channel Lubu Live Vlogs. Và nãy là video này mình sẽ là open pen order close order on Facebook. Và second pen second mình sẽ mở cái thứ hai nha các bạn. Cái này là cái gì đây, mình cũng không biết nữa, không nhớ mình đặt cái gì nữa. Để coi. Cô lấy phố nội. Hương Yên. Ok, cái này là từ Hương Yên các bạn. Thì mở cái bịch này để xem thế nào ha. Open door. Sao toàn bịch màu đỏ giống nhau vậy ta? Rồi ok. Cái này là màu đen. Áo sơ mi luôn các bạn. Áo sơ mi màu đen. Sorry, này là áo thun luôn nha. Cũng được rồi. Xé ba đau tay quá. Mình sẽ mở lên như thế này để xem nhé. Wow, hồi nãy là màu trắng và bây giờ là màu đen nha các bạn. Mình đặt hai shop khác nhau nhưng mà cái kiểu để xem cái vải coi. Ok, và bây giờ mình sẽ đếm số lượng trước các bạn. Đây cái áo màu đen đây. Cũng là cái hiệu này luôn. Cũng là cái hiệu này luôn các bạn. Thì cái màu trắng ban đầu á thì nó có giảm giá màu trắng và màu đen nó không có giảm giá, cho nên là mình chỉ đặt màu trắng không đặt màu đen. Xong rồi cái bữa sau mình gặp cái shop này nó bán cái áo y chang luôn mà nó giảm hai màu, màu trắng màu đen luôn. Cho nên bây giờ mình sẽ đặt màu đen. Made in Việt Nam. Hình như là vải là giống á các bạn. Mà cái này nó sẽ rẻ hơn cái màu trắng hồi nãy luôn các bạn. Cho nên là mình đặt thêm cái bên này để coi size SL hả? SL. Yeah, ok. Màu đen. Màu đen là màu. À, ok các bạn. SL. Rồi, một SL ha. Rồi mình sẽ xem tiếp đây là cái vải nào đây. Thì mình cảm giác cái màu đen á các bạn, màu đen nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ mỏng hơn màu trắng một xíu ha. Nó nặng. CS. Wow, CS mà mặc như cái đầm luôn á các bạn ơi. Tại vì này là cái form, cái size của châu Âu á các bạn, nên cái CS là size nhỏ nhất nhưng ít như XL, XS á, nhưng mà như là nó bán cái nói chung ok các bạn, nói chung chất vải ok, giá thành như vậy thì cũng ok. Cái này như bữa mình mua là 60.000 á, 60.000 một cái các bạn. Nói chung ok ha, size S, size S. Không biết có bụi không ta. Size S. Một size M. Ok. Và chào tạm biệt các bạn nha. Và bây giờ mình phải bỏ vô lại cái bịch đây. Ok, bye bye, see you later.